Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã từng chia sẻ: "Nếu bạn hỏi ngày ấy điều gì giúp tôi tỉnh táo, giữ tôi được cân bằng, cho tôi sức mạnh đương đầu với mọi áp lực, thì đó là người phụ nữ này." Ông ta chỉ vào vợ. "Cô ấy không chỉ là một đệ nhất phu nhân tuyệt vời, mà còn là nền tảng vững chắc để tôi dựa vào đó bất kỳ lúc nào." Câu chuyện đó đã chứng minh, đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ. Và không chỉ Tổng thống Hoa Kỳ, mà ngay cả Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng của chúng ta cũng vậy. Đằng sau ông có một người phụ nữ tài giỏi và có sự nghiệp cực khủng, khiến người dân Việt Nam ai ai cũng ngỡ ngàng. Và có lẽ nhờ có hậu phương vững chắc như vậy mà sự nghiệp của ông luôn thăng tiến. Vậy vợ của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là ai? Và bà có tiểu sử và sự nghiệp khủng cỡ nào? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Quý vị thân mến, nhân vật mà chúng tôi muốn kể với quý vị trong video ngày hôm nay là bà Phan Thị Thanh Tâm, phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Mới đây thì bà đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên, đánh dấu chặng đường sát cánh bên cạnh Thủ tướng Võ Văn Thưởng để lo cho việc nước. Thế nhưng trong lần xuất hiện đặc biệt này, bà đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho truyền thông và công chúng. Cụ thể, bà Phan Thị Thanh Tâm lần đầu xuất hiện trước công chúng với nhiệm vụ phu nhân Chủ tịch nước vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, trong công việc tiếp đón phu nhân toàn quyền Australia David Hussey tại Học viện Âm nhạc Quốc gia đất nước ta. Trong chuyến viếng thăm lần này, hai phu nhân đã cùng đi thăm Học viện Âm nhạc đất nước Việt Nam. Hai phu nhân đã trực tiếp tham dự một số lớp học thanh nhạc, gặp mặt các cựu sinh viên đã và đang du học ở Australia và tham dự buổi biểu diễn nghệ thuật của những nghệ sĩ, giảng viên tuyệt vời trong nhạc viện. Tại chuyến viếng thăm, phu nhân Linda Hussey đã bày tỏ thái độ vô cùng biết ơn vì sự đón tiếp nồng nhiệt của đất nước ta. Bên cạnh đấy, bà cũng khẳng định về tình yêu âm nhạc cũng như những sức mạnh to lớn của âm nhạc đến cuộc sống. Phát biểu tại chương trình biểu diễn, phu nhân Linda Hussey gửi lời cảm ơn phu nhân Phan Thị Thanh Tâm cùng lãnh đạo và các nghệ sĩ của học viện. "Tôi có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của âm nhạc để mang đến niềm vui và gắn kết mọi người. Tôi hy vọng rằng Australia và Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ trong tương lai, cùng nhau cất vang bài ca tình bạn", bà Linda Hussey nói. Để chào mừng hai phu nhân, học viện đã giới thiệu một số tác phẩm thanh nhạc kinh điển của thế giới và Việt Nam do các nghệ sĩ, giảng viên ưu tú của khoa thanh nhạc biểu diễn. Phu nhân toàn quyền Australia được biết đến với sở thích về nghệ thuật, đặc biệt là về âm nhạc. Bà thích ca hát và chứng minh rằng ca hát, đặc biệt theo nhóm, có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực tới cá nhân và cộng đồng. Bà Hurley là thành viên và nhà bảo trợ đầu tiên của Solid Rock, một cơ quan hoạt động tích cực vì lợi ích của phụ nữ theo công giáo trong quân đội. Bà từng tham gia dàn đồng ca nhà thờ thánh Andrew ở Canberra và là một thành viên của đội hợp xướng các phu nhân quân đội Australia. Ngoài ra, một điều đáng chú ý là toàn quyền Úc David Harry là quốc khách đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón tiếp trên cương vị mới. Xuyên suốt toàn bộ lễ đón, nhiều người ấn tượng trước phong thái lịch lãm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trước vị quốc khách. Đáng nói, Chủ tịch trẻ nhất nước trong lịch sử Việt Nam còn giỏi tiếng Anh, không cần thông dịch. Điều này khiến nhiều người có niềm tin tương lai không xa, lãnh đạo trẻ của Việt Nam sẽ dùng ngôn ngữ tiếng Anh dễ dàng để giao tiếp với lãnh đạo nước ngoài. Nhưng đó chưa phải là điều khiến dư luận chú ý nhất, mà hình ảnh bất ngờ của đương kim đệ nhất phu nhân lần đầu sánh đôi bên cạnh tân Chủ tịch nước trước truyền thông mới khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bà có vóc dáng cao ráo, thanh lịch với gu ăn mặc tinh tế khi xuất hiện trong tà áo dài màu hồng thanh lịch phối vòng cổ ngọc trai cực kỳ sang trọng. Ngoài ra, phu nhân Phan Thị Minh Tâm có dung mạo trang nhã, đặc biệt giống với gương mặt tân Chủ tịch nước chúng ta thường hay gọi là có tướng phu thê. Khi đứng bên cạnh chồng, bà luôn toát lên một vẻ ngoài sang trọng và thu hút. Có người nhận xét, vợ chồng Chủ tịch nước khá đẹp đôi, phù hợp về mặt thứ, như dung mạo cũng như tính cách, lịch lãm, đem lại cảm giác thân thiện gần gũi trong mắt công chúng. Cùng với nụ cười thân thiện,
thì ánh mắt sáng rực, đầy tự tin đã cho thấy khí chất khác người của đệ nhất phu nhân. Ánh mắt chỉ có ở một người phụ nữ thành đạt, thành công. Ngoài ra, theo một nguồn tin thân tín, bà Phan Thị Minh Tâm và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có với nhau hai con. Bà từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, nay là Đại học Kinh tế Quốc dân và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Sydney, Úc. Trước khi theo đuổi sự nghiệp ngân hàng, bà là một người phụ nữ có sự nghiệp thành công và đa dạng hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện tại, bà là Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Bank và là Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Quỹ Nhà nước và là một nhà quản lý giỏi mà được cho đã giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trở thành một tổ chức tài chính hiệu quả và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bà đã có những đóng góp quan trọng cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là trong công tác quản lý tiền tệ tài chính và ngân hàng. Bên cạnh sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, cũng theo nguồn tin này, bà Tâm còn tham gia nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Bà Tâm còn được cho là nắm giữ vị trí quan trọng trong Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh và là thành viên Hội đồng Quản trị Tổ chức Phi Chính phủ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam. Tuy nhiên, bà Phan Thị Minh Tâm cũng được biết đến là một người phụ nữ giản dị, luôn giữ tinh thần khiêm tốn và sự tập trung vào gia đình. Có thể thấy, vai trò của bà trong cuộc sống của chồng và trong sự nghiệp của mình đã đem lại nhiều đóng góp cho đất nước, xã hội. Đồng thời, bà cũng là nguồn cảm hứng và niềm tự hào cho nhiều người phụ nữ Việt Nam với hình mẫu người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Hơn nữa, bà được cho là người vợ thông minh, tài năng và đầy năng lượng, có khả năng thấu hiểu và đồng cảm với suy nghĩ, tầm nhìn của chồng mình. Bà Phan Thị Minh Tâm luôn đồng hành và hỗ trợ chồng trong sự nghiệp và cuộc sống. Vai trò của bà cũng được nhận định là một trong những yếu tố quan trọng giúp ông Võ Văn Thưởng đạt được thành công trong sự nghiệp. Có thể nói, bà Phan Thị Minh Tâm được biết đến là một người phụ nữ thành đạt, có sự nghiệp riêng và không ngừng phát triển. Tuy nhiên, những thông tin nói trên và bà Phan Thị Minh Tâm hiện chưa được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng nên chưa khẳng định được tính chính xác. Nhưng trong lần xuất hiện, với khí chất toát lên từ dáng vẻ phong thái, ánh mắt sáng rực của bà ở buổi lễ đón toàn quyền Úc, có thể khẳng định thân thế sự nghiệp của đương kim đệ nhất phu nhân không phải bình thường. Được chiêm ngưỡng dung mạo của bà, nhiều người đã để lại ý kiến rằng bà xứng tầm đệ nhất phu nhân, mong bà giữ mãi hình ảnh đẹp với toàn dân Việt Nam và thế giới. Mong Việt Nam có được nhiều phụ nữ như bà phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Người chồng thành đạt, phía sau có sự ủng hộ của người vợ tài giỏi. Một phu nhân của nguyên thủ quốc gia là phải xứng tầm với vị trí của chồng, luôn nghĩ tới lợi ích quốc gia dân tộc trên hết và yêu nước, chân thành với đồng bào mình. Có thể nói, bà Phan Thị Minh Tâm chính là hậu phường vững chắc để giúp ông Võ Văn Thưởng có được sự nghiệp thăng tiến ngày hôm nay. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm lại chặng đường và sự nghiệp thăng tiến của Chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam. Được biết hiện tại, ông Võ Văn Thưởng, 53 tuổi, là Chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức. Ông là thạc sĩ triết học, quê ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa liên tiếp 12 và 13. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Dự khuyết lúc 36 tuổi, sau đó là Ủy viên Trung ương 3 khóa liên tiếp từ 11 đến 13, đại biểu Quốc hội 3 khóa 12, 14, 15. Ông Võ Văn Thưởng tốt nghiệp thạc sĩ triết học Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 1999. Ông có nhiều năm công tác tại Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ từ cán bộ thành đoàn đến Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Bí thư Thành đoàn. Từ năm 2004, ông làm Bí thư Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Hai năm sau, khi được bầu làm Ủy viên Dự khuyết, Ban Chấp hành Trung ương, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, rồi được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Tháng 8 năm 2011, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ba năm sau, ông làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 2015,
ông tái cử chức vụ này, được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tháng 1 năm 2016, ông Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị, sau đó được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng và giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau 5 năm giữ cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13 và được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư từ tháng 2 năm 2021 đến nay. Vào sáng ngày 2 tháng 3 năm 2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ tư, Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã bầu đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Nghi thức tuyên thệ của tân Chủ tịch nước bắt đầu lúc 10 giờ. Ông Võ Văn Thường trong trang phục vest xanh đen, cà vạt đỏ, bước lên bục, tay trái đặt trên hiến pháp, tay phải giơ cao tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sau khi tuyên thệ nhậm chức theo quy định, Chủ tịch nước Võ Văn Thường có bài phát biểu trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thường trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tin tưởng trao cho ông cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy tiến cử ông đảm nhận cương vị này. Đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề với tôi, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu và bày tỏ. Trong giờ phút đặc biệt quan trọng này, tôi xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Mãi mãi ghi ơn những hy sinh, công lao to lớn của các bậc lãnh đạo tiền bối, của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Quý vị thân mến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từng phát biểu: "Tôi may mắn được trưởng thành trong nghĩa đảng tình dân, được truyền cảm hứng từ bàn tay khối óc, sự cần cù chịu thương chịu khó và nỗ lực vươn lên của người dân ở cả ba miền đất nước. Tôi luôn tâm niệm phải cố gắng làm nhiều hơn nữa những điều có ích, kiên trì theo đuổi những giá trị tốt đẹp." Và chúng ta đều hy vọng rằng Chủ tịch nước sẽ đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh vượng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!